Xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với video mới nhất của mình ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video mình test thử cái sản phẩm mình mới mua trên Shopee ha. Đó là cái chai nước rửa chén Shopee. Sorry các bạn. Chai nước rửa xe chuyên dụng Sumo ha. Thì đó giờ mình rửa xe bằng nước rửa chén không à. Có nhiều người nói là nước rửa chén thì nó sẽ làm nhanh cái vai cái màu sơn của xe. Thì qua một năm rửa xe bằng nước rửa chén không thì mình thấy xe nó cái màu nó cũng vậy, nó đâu có xuống gì đâu. Có thể là có nhưng mà nó không rõ rệt, nó không có quá nhanh như những người mà người ta hay nói. Mình nghĩ là những người ta hay nói, người ta nói gì để mà hả các bạn mua nước rửa xe của người ta, chứ nước rửa chén mà ai cũng dùng mà. Rồi đây, đây là cái hộp nước rửa chén mà lộn rồi, cái nước rửa xe chuyên dụng Sumo mình mới mua. Chai này rẻ lắm các bạn, có mấy chục à. Mà thấy trên mạng người ta nói cái nước rửa xe Sonax vậy đó. Nhưng mà mình chưa thử, nhưng mà mình thấy cái giá đó nó hơi cao so với cái loại bình thường ha. Loại này chỉ có ba mấy bốn chục thôi, còn cái chai Sonax nó tới một lít mà nó tới có 150-140 thôi, tùy chỗ khác ha. Rồi bây giờ mình mở cái này ra, đọc sọc cũng gói hơn cứng chắc chắn nha. Đây đó, nước rửa xe bảo vệ màu sơn lấy nét cho rõ. Là nước rửa xe bảo vệ màu sơn công dụng, công thức độc đáo nước rửa xe Sumo để rửa các vết bẩn bám trên bề mặt của các lớp sơn phủ trên xe, không gây hư hỏng, không làm đổi màu hoặc là bạc màu của lớp sơn. Đổ hai nắp nước xe Sumo ít hơn hoặc dùng nhiều hơn nếu cần, vào xô nước khoảng 2 lít, khuấy đều, dùng vải. Tôi là hai nắp này dùng cho 2 lít nước. Đây, đây mặt trước Sumo Watch. Ok, đó thì dụng cụ của xe mình một cái dẻ, một cái cọ và một cái bàn chải lớn. Tất nhiên là có một cái xô ha. Rồi giờ mình sẽ khui hộp này thử. Này, nó đậm đặc thôi. Một ha. 2 lít nước cho khoe nửa xô này. Rồi, 2 nắp. Nước này nó đậm đặc như nước rửa chén. Lau sạch lắc. Giờ mình tiến hành xịt nước vô coi nó có tạo bột nhiều không. Rồi, tạo bột trắng nữa các bạn. Bột quá giòn luôn. Đặc biệt là nó có cái mùi thơm nữa các bạn. Mùi thơm dễ chịu ha. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành xe ha.
quên quay cho các bạn ban đầu khi xe mình nó dơ như thế nào ha. Bụi bặm dính này mình xịt phần trên. Đó. Nó còn dơ chưa? Đó, trong này đặc biệt. Chứ là bụi bám dính đầy hết. Đầu tiên thì mình dùng cái vòi ha, mình xịt sâu cho đất cát nó bay trước. Sau đó mình mới vừa rửa xà bông ha. Đây là bạn ha, sẽ rất dơ ha. Đó, bụi bặm dính rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành rửa, sau đó mình sẽ quay lại những cái này để cho các bạn coi là cái nước rửa xe này nó có thực sự là sạch không ha. Cái bồ gom gần cái mặt bánh xe này. Bụi nó bám vào cái chỗ này các bạn. Khi mà mình chạy lực đi tắm thì bụi nó tới đây là nó những cái trên này nó tự tuột xuống đây, nó đóng ở đây ha, với cái bánh xe này. Đó, chỗ này nó cũng vậy. Đó, giờ lực đi tắm. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành rửa xe các bạn.
rửa sơ qua cái nước xịt bông này. Thì cái này mình nhìn thấy là nó không có để cái lại những cái vết loang khi mà mình nước rửa như rửa bằng nước rửa chén không anh. Nó khô thì nó không để lại cái vết loang ha. Còn nước rửa chén nó để những cái bền này. Ghê lắm. Rồi mình rửa xong phân nhựa ha. Giờ tiến hành xịt nước.
cái này là mới để khô nha, chứ chưa có lau bằng khăn khô nha bạn. Đó thì sau khi mà rửa này thì mình cảm thấy là đúng là cái nước này nó nhất là nó đánh bọt nhiều hơn nước rửa chén. Thứ hai là cái nó có mùi thơm dễ chịu ha. Và thứ ba là mình khỏi cần là sau khi rửa xong khỏi cần lau bằng khăn khô ha, thì xe nó mượt bóc nhiều. Chứ mà nếu mà rửa bằng nước rửa chén thì sau cái bước này mình phải có một cái bước là lấy cái khăn mềm khô á lau lại, chứ không nó sẽ để lại những cái vết mắt loang lỗ trên cái phần xe mình ha. Đó. Sạch tưng. Một bóng. Đó, nhìn quay nhìn nóc nè. Thấy không? Sạch bóng. Rồi đi qua heo dầu bên đây. Đó, bóng mình nướng luôn. Đây, quay bên này cho bạn coi. Đó. Cái phần trên đây chắc bạn không coi được rồi. Đó, ốc từng con ốc đó các bạn. Đó, từng ốc nè. Ốc, rồi heo dầu. Đó, rửa nó phải sạch. Con bóng lưỡng vậy. Cái mầm mình vừa nhắm nên không có soi kỹ được, không có bóng được. Đây. Phần này còn ướt, nó chưa khô ha. Rồi. Khô rồi. Rồi. Rửa là nó phải sạch cong, sạch bóng như vậy ha. Rồi phần lốc máy nè. Rồi chân thắng ha. Sạch. Rồi thôi, video của mình ở đây là kết thúc nha bạn. Đó, mình chỉ làm bài đánh giá về cái nước rửa xe chuyên dụng Sumo thôi. Đó, để ủng hộ mình thì các bạn nhớ đăng ký kênh ha. Rồi, xin chào các bạn.